Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuối năm 2015, Quang Lê công khai hẹn hò diễn viên Thanh Bi và thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn bị lộ ảnh 18 cộng lên mạng xã hội. Lên tiếng về bức ảnh nhạy cảm nữ diễn viên phim, người phản sự cho biết đây là hình ảnh trong MV sắp phát hành của bạn trai. Phía nam ca sĩ cũng lên tiếng chứng minh đây chỉ là hình ảnh trong MV sắp ra mắt. Sau gần 4 năm chia tay, Thanh Bi thoải mái nói về mối quan hệ với bạn trai cũ. Hiện tại, chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường. Sau khi chia tay, anh Quang Lê có liên lạc với tôi và hẹn đi ăn ở Hà Nội, quay vlog. Tuy nhiên vì công việc quá bận nên chưa thực hiện được dự định. Chuyện tình cảm của chúng tôi khi đó rất đẹp, không có gì phải né tránh. 2 năm sau khi chia tay Thanh Bi, Quang Lê vướng tin đồn hẹn hò hot girl Ivy. Khi được hỏi về mối quan hệ với vợ cũ của Hồ Quang Hiểu, nam ca sĩ cho biết đây chỉ là chụp ảnh cho vui trong dịp gặp gỡ. Ngoài Ivy, Quang Lê còn vướng nghi vấn tình cảm với ca sĩ Hà Thanh Xuân khi song ca ăn ý trên sân khấu hay cỏ mặt trong các vlog đời thường. Thậm chí nam ca sĩ còn gọi Hà Thanh Xuân là vợ, không ngần ngại xin hôn nữ ca sĩ và sẵn sàng đưa thẻ tín dụng cho cô nếu cô cần, khiến người tò mò. Trước những lời đồn đoán của dân mạng, giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng giải thích, cái này mọi người đừng hỏi tội người quản lý trang YouTube của tôi. Tuy nhiên, quản lý đã quay đi câu chuyện của tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi đăng lên YouTube rồi đặt câu đề. Vợ sắp cưới của Quang Lê, lúc đó tôi cũng không biết nói gì, kiểu như ở trên trời rơi xuống. Về phía Hà Thanh Xuân, cô cũng phủ nhận tin đồn, dường như đã có quá nhiều hiểu lầm, cũng như thêu dệt ác ý, nên Hà Thanh Xuân nghĩ mình cần phải lên tiếng giải thích một lần để tránh tổn thương cho gia đình, người thân của Xuân. Đồng thời cô cũng khẳng định giữa mình và Quang Lê chỉ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp, tuyệt đối chưa từng có chuyện tìm hiểu hay liên quan tình cảm với nhau. Trước khi kết hôn và cắt đứt quan hệ với vua cả coi, Hà Thanh Xuân được biết đến là một cặp đôi ăn ý của ca sĩ Quang Lê, thậm chí cả hai thân thiết tới mức nhiều khán giả tưởng rằng họ tình cảm với nhau thật. Hà Thanh Xuân và Quang Lê quen nhau đã nhiều năm, từ khi nữ ca sĩ sang Mỹ định cư và đi hát. Sau khi Hà Thanh Xuân chuyển vào trung tâm Thủy Nga, cả hai có nhiều cơ hội làm việc đứng trên sân khấu chung. Thời gian đó, hai người chỉ chào nhau, chứ ít nói chuyện riêng. Hà Thanh Xuân cũng biết đàn anh là ca sĩ nổi tiếng, khá bận rộn nên không dám làm phiền. Bên ngoài lại càng ít gặp gỡ. Nhưng tới khi dịch Covid, Hà Thanh Xuân có về Việt Nam sống một thời gian, cuộc sống nhộn nhịp hơn nên thường xuyên gặp nhau. Quang Lê cảm thấy đàn em ở Việt Nam có một thân một mình nên cũng thường đi hẹn hò uống cà phê. Về phía mình, Quang Lê cũng chia sẻ rất thích Hà Thanh Xuân vì khuôn miệng khi hát đầy cảm xúc và làn da đẹp. Quang Lê từng ví Hà Thanh Xuân như tiên nữ bước ra từ trong truyện. Mối quan hệ giữa Quang Lê và Hà Thanh Xuân bắt đầu được nhiều người khán giả biết đến vào thời điểm tháng 3 năm 2021, khi nữ ca sĩ về Việt Nam biểu diễn và bị kẹt lại vì dịch bệnh. Lúc đó Quang Lê cũng đang ở Việt Nam, thấy đàn em tới từ Mỹ nên giúp đỡ bầu bạn với cô cho đỡ buồn. Cả hai thường xuyên đi ăn, chơi, du lịch, hẹn hò và ca hát cùng với nhau, khiến nhiều khán giả nghi ngờ chuyện tình cảm trong những lần ăn chơi đó. Quang Lê và Hà Thanh Xuân hợp tác và làm các nội dung vlog để đăng tải trên YouTube. Nhờ có sự giúp đỡ của Quang Lê mà kênh YouTube của Hà Thanh Xuân tăng lượt theo dõi đáng kể. Ngay từ trong những clip vlog đầu tiên được đăng tải, Quang Lê và Hà Thanh Xuân đã tỏ ra vô cùng thân thiết. Thậm chí có lần Quang Lê còn đăng tải một clip trên YouTube riêng với tiêu đề gọi Hà Thanh Xuân là vợ sắp cưới, khiến mọi người không khỏi xôn xao. Trong loạt clip được Quang Lê chia sẻ lại, Hà Thanh Xuân tỏ ra vô cùng tình cảm với đàn anh. Cô đến thường xuyên thăm nhà Quang Lê và cả Việt Nam và Mỹ, trò chuyện ăn uống. Nữ ca sĩ thậm chí còn dắt cả mẹ ruột tới gặp gia đình Quang Lê để ăn tiệc và gặp gỡ. Quang Lê từng chia sẻ, cô tôi đi bên Hà Thanh Xuân là không bao giờ biết mệt, càng đi càng khỏe. Bây giờ tôi với Hà Thanh Xuân thành một đôi rồi. Ai cũng nói Quang Lê và Hà Thanh Xuân đẹp đôi quá, họ ngưỡng mộ lắm. Người ta còn hỏi bao giờ Quang Lê với Hà Thanh Xuân cưới. Hà Thanh Xuân làm tôi áp lực quá. Nghe Quang Lê nhắc tới chuyện cưới xin, Hà Thanh Xuân liền ẩn ý thách cưới kim cương 10 carat. Quang Lê nghe vậy liền vội từ chối cho rằng 10 carat là con số quá lớn, không kham nổi, nhưng nếu nhẫn 3 carat thì sẽ áp dụng được.
Một lần khác, Quang Lê hé lộ nhịn đói 3 tháng để giảm cân rồi mặc vừa chiếc áo Hà Thanh Xuân chọn cho mình, vì Hà Thanh Xuân hứa rằng nếu anh giảm 10kg thì sẽ đồng ý cưới anh. Và đây là gần nhất, trong live show của danh hài Thùy Nga, Quang Lê đã giảm tới 11,3kg. Tuy nhiên, mối quan hệ thực sự của Quang Lê và Hà Thanh Xuân vẫn chỉ là anh em đồng nghiệp. Quang Lê từng thừa nhận, tôi và Hà Thanh Xuân là anh em trong nghề, rất thân với nhau nhưng chỉ là tình đồng nghiệp, không có gì hết. Tôi coi Hà Thanh Xuân như em gái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.